Rồi, ok, xin chào các bác. Thì hôm nay trên tay em cũng có một cái món đồ khá là độc lạ nhà LG các bạn. Đây, nó hơi to. Thì cái điện thoại này em lấy ở chỗ cái shop Vũ Duy Thương nhé. Đấy, thì cái shop này cũng dạo gần đây cũng bán LG rất là nhiều. Trước cũng bán nhưng mà giờ bán nhiều hơn. Thì cứ mỗi lần mà mượn đồ của ai đó để làm clip review ấy thì mấy ông kiểu như kiểu bị dưng ấy, dị ứng với kiểu là cứ mượn đồ của ai ấy là sẽ là kiểu như kiểu đường dây của người đấy, thấy nguy hiểm phết. Mà thôi kệ đi, miệng thiên hạ mà, mình chẳng 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 thể nào mà ngăn cản được. Thì đây là một cái điện thoại, nói chung là đối với anh em LG cũng 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 khá là mới ấy. Không phải là mới mà là khá là em không biết đến ấy, thì đây là một cái dòng tầm trung thôi. Đây, bọc khá là kỹ. Đây. Đó. Thì đây là một cái con LG tầm trung, và điều đặc biệt nhất của nó là nó có cái bút các bạn này. Đấy, và nó bật được như kiểu là của bút S Pen ấy, của bên Samsung này. Đấy. Tại vì nó có cái bút, thế nên là em muốn mượn về để mà xem cái bút này nó có hay gì hay ho không. Thì đương nhiên là muốn biết nó hay ho không thì phải có một thời gian trải nghiệm đã. Thì trước tiên phải bật nguồn nó lên đã. Ok các bác, trong thời gian bật nguồn thì em sẽ xem được cái con này unlock rồi này, unlock border rồi này, có cái dấu chấm than unlock border rồi nhá. Đấy, nó là Styler 7 đó. Thì cái dòng Styler này em thấy ấy, là nó có cả 1 2 3 4 5 6 ấy, nhưng mà chả ai biết đến các bạn. Em nghĩ là ở Việt Nam mình ít người biết đến lắm, một phần là nó không có hàng ấy, ít hàng ấy. Đấy, thì như cái con Styler 7 này này thì em thấy là cái thiết kế của nó khá là ổn đấy các bác. Đấy, tuy nhiên ấy, chỉ là cái phần con T-Mobile thì cái phần cầm dưới đây này, mở đây nào, phần cầm dưới này đương nhiên là các bác vẫn thấy nó hơi dày. Đấy, nó vẫn rất là dày dày này, để mở cái gì trắng trắng cho các bạn nhìn đấy, thì nó vẫn rất dày nhá, nó vẫn rất là dày này. Phần trên cũng không được mỏng cho lắm, có nghĩa là nó không không cân đối các bác. Hai bên cạnh viền thì nó cũng khá là mỏng đây, so với con LG V60 của em đây. Cho cái gì trắng trắng như nào đây. Thì đây, ví dụ như so với con V60 này thì là em thấy là cái viền ấy, cái viền của cái con Stylus 7 này nó còn mỏng hơn nhá. Nó mỏng hơn ở hai cái viền cạnh bên, và kể cả cạnh trên cũng mỏng hơn. Tuy chỉ có mỗi cái cạnh dưới này là nó dày hơn thôi. Nó dày và nói chung là nó không cân đối. Nó không được cân đối cho lắm. Để lên con. Và như em được biết ấy là cái màn hình của cái con Stylus 7 này nó là màn hình LCD nhá. IPS LCD chứ không phải là mình AMOLED nha, và cũng thể nhìn phát là thấy luôn ấy. Các bác có thể nhìn thấy là cái phần phần dưới này này, phần dưới này này là nó bị trắng hơn so với phần trên nó hơi đục đục hơn. Và đây các bác cũng có thể nhìn thấy là ở cái phần camera đục lỗ này này, nó có một hơi nó hơi một chút xíu thôi. Các bác nhìn thực tế sẽ thấy được nó hơi hơi chút xíu về cái việc mà nó hơi quầng thâm ở ở những cái quanh cái cụm quanh cái camera trước này. Đấy, nó hơi cuồng thâm một chút xíu nhá, nhìn ở ngoài thấy thôi, nó hơi 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 còn qua camera thì em không biết các bác có nhìn thấy không, nhưng mà em nhìn ở ngoài thì hơi hơi. Và thực sự là các bạn, cái việc mà con này nó làm cái camera đục lỗ như này em thấy nó đẹp hơn rất nhiều. Thật sự các bạn, đẹp hơn rất nhiều so với cái việc mà nó làm cái camera giọt nước như này. Thật sự đấy, em thích nó thích đục lỗ hơn là giọt nước. Tuy là cái phong cách này vẫn không thích là thuyết tật khuyết tật gì cả, nhưng mà nếu mà để mà chọn giữa con đục lỗ và cái con giọt nước hay là tay thỏ thì vẫn thích là đục lỗ hơn này, và trông nó có vẻ nó đỡ chiếm diện tích hơn đấy. Đấy, thì đấy là cái màn hình, và cái màn hình này em nhớ là nó là màn hình 6,8 inch và độ phân giải chỉ là Full HD thôi. Độ đẹp thì thực sự là không thể biết được, tại vì mỗi người mỗi mắt mà, em không thể nào mà nói mà màn hình nó đẹp hay nó xấu được. Thì em thấy là nó vẫn rất là đẹp rồi, vẫn rất là mịn, nó không kiểu không rỗ đếc gì cả, không vấn đề gì cả luôn ấy. Đấy,
Mới có à, không có chạm hai mình à, có tưởng là không có à, không có à, có tưởng không có đấy. Thì con này nó làm một cái vân tay, là cái vân tay ở ở cạnh bên nhá, như kiểu của bên LG ấy. À quên, của bên Sony chứ, đấy hơi nhầm. Thì nó cũng khá là mảnh nhưng mà không biết nó có ăn được không, thì cái này phải trải nghiệm một thời gian mới biết được đấy. Và đặc biệt là cái cụm camera này đặt dọc này, em thích camera đặt dọc hơn. Và nó cũng có hệ thống 4 camera luôn, 1, 2, 3, 4 luôn, và một cái đèn LED ở đây. Nhìn nó khá là nhỏ nhắn xinh xắn đấy. Đấy, và cái phần phần nắp lưng này này, nắp lưng này nó làm bằng cái phần chất liệu nó kiểu như là giả giả da ấy, da da mịn ấy, rờ vào rất là sướng nhé. Nó thật các bác là rờ sướng hơn cái con V60 này nhiều luôn ấy, rờ sướng lắm. Và nó không 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 bám mồ hôi vân tay ấy, nhìn nó sướng lắm, rờ nó sướng hơn rất là nhiều đấy. Và đây, đây là cái cạnh trái. Thì cạnh trái này nó có một cái nút, chắc là cũng là nút Go Assistant thôi, tăng giảm âm lượng và khai sim ở đây. Thì em sẽ thử bỏ khai sim ra xem nó thế nào. Rồi, cũng không biết là con này nó có được nó có hai sim hay không thì cũng không biết. Và con này cũng xem nào, nó có khác series trên này không. À, các nhìn đây này, em thấy là này, ở chỗ này nó có viết là chỗ này nó viết là nano sim 2 này, thì em nghĩ là cái máy này nó có thể hai sim đấy. Đây là nó chỗ này viết là nano sim 1 này, bên này là nano sim 2 này đấy. Thì em nghĩ là nó có thể là dùng được hai sim vật lý luôn nhé. Và nó không có số series khác ở trên này đâu, chất liệu thì vẫn bằng nhựa thôi. Các bác dùng khay sim của LG thì các bác hiểu rồi đấy, các bác phải hết sức cẩn thận chứ khay sim của LG nó toàn làm bằng nhựa thôi, và nó rất là dễ bị gãy, bị đứt, nhất là đứt bên trong ấy, rất là khó. Và các bác cũng gặp nhiều trường hợp mà bị gãy khay sim bên trong rồi, khó lấy ra lắm đây. Và đây là cạnh dưới, đây là cái tem của, không biết tem của ai, thì vẫn còn giữ lại cổng 3.5 nhé, giữ lại cổng 3.5 nhưng mà không biết có DC không thì em để kiểm tra sau. Cổng C này, mic này, lỗ ra ngoài này, cái bút này. Viết được luôn này. Lúc ra không viết được à các bác? Thử xem nào. Đấy, vẫn vào này, ra này. Không thì viết được luôn, chắc phải bật màn hình lên. À, nó chắc là chưa cài đặt cái này. Thử xem nào. Thôi rồi, cái này phải phải chắc phải trải nghiệm sau. Cái này em sẽ trải nghiệm sau và em sẽ chia sẻ với các bác nhiều, tại vì cơ bản là cũng muộn nó về vì cái bút mà, xem nó có cái gì hay ho không. Đây, còn đây là cạnh trên. Đấy. Ok, mình sẽ thử vào trong xem là nó có thực là hai sim hay không nhé. Đây. Hệ thống giới thiệu điện thoại. Cái này thì không biết là có sim hay không, tại vì nó chỉ có một số email thôi và số serial cũng không có luôn đấy, thì cũng không biết là nó dùng hai sim không. Thì cái này sẽ nói sau thôi, tại vì cũng không cần thiết. Nên em sẽ có một cái bài mà chia sẻ nó kỹ hơn đấy. Đấy, nó kỹ hơn thì nó để trải nghiệm cái này nhiều hơn đấy. Vào camera xem nó có gì hay ho hơn nào. Đấy, tắt cái này đi. Đấy, thì nó cũng có góc thường này, góc gần này đấy, và góc góc siêu rộng đấy, cũng có đủ hết luôn các bạn, 4K cơ mà. À, và xem có chỉnh tay không nào. À dạ, không không có chỉnh tay các bạn, không có, như em nhìn đây là không có rồi, không có chỉnh tay nhé. Dựng nhảy nhảy nhanh gì đấy, không không, lại sẽ tìm xem là có. Như vậy là cái con này nó sẽ không có cái việc mà chụp ảnh chỉnh tay ấy, đây như con V60 đây. Đấy, như trên V60 sẽ nó có cái chụp ảnh chỉnh tay như thế này này. Đấy, các bác sẽ chỉnh được rất nhiều thứ. Thì các bác, đây là điểm mạnh của LG rồi. Các bác nào mà chuyên về ảnh thì sẽ hiểu được cái đấy. Thì cái này sẽ không có cái việc mà chỉnh tay khi mà chụp ảnh nhé các bác. Hay là mình đang để góc rộng, từ từ nhé, xem nào. Lại xem nào, để góc thường thôi. Rồi. Vẫn không có các bạn. Nói chung là con này sẽ không có chỉnh tay. Đấy, và sẽ xem được xem là nó có cái DC huyền thoại của LG không. Đây.
chất lượng thanh đây thì là không có nha các bác. Nếu như mà có thì nó sẽ như thế này này. Đây, nếu như mà có đây nó sẽ phải có là cái hi-fi DC như của bên 6V60 này này. Bên này thì nó chỉ có âm thanh 3D thôi. Đấy, 3D thôi. Cái này thì không quan trọng, cũng ít ai nghe cái 3D này lắm. Rồi ok các bác, thì cái này nó sẽ không có cái DC rời nhé. Thì chắc chắn là sẽ hơi buồn. Tại vì anh em LG còn gắn bó đến thời điểm này, đa số cũng gần như kiểu vì LG nó vẫn còn DC ấy. Chứ không phải là vì, một phần cũng là vì nó rẻ thôi, nhưng mà như em đây này, em còn dùng LG đến thời điểm này cũng vì là LG còn cái chip DC riêng đấy, chứ không phải là vì nó rẻ quá đâu, không hẳn như thế. Rồi xem là thông tin thiết bị xem nào, con này nó chạy, con này em nhớ không nhầm nó chạy cái chip Snap 662 và chỉ có 4GB RAM thôi và 64GB bộ nhớ trong, nhớ không nhầm là như vậy. Đây xem kiểm tra lại. Rồi nó hơi lâu các bạn, thì em đang soi cái màn hình xem nó có cái gì đặc biệt không, thì đúng là nó không có gì đặc biệt cả, không có cái hiện tượng mà làm một cái lớp nhựa ấy, lớp nhựa như bên iPhone ấy. Đấy, thì đây bộ nhớ trong này, đấy nó có 42GB, có nghĩa là chỉ có 64GB thôi. RAM đâu? Đây là mã của nó này, K735. Đấy, mấy cái này lâu lắm quá nha. Android 11. Rồi, không có cái gì nữa không nào. Cấp độ bảo mật này, DRM này, đây là L3. Thì cái L3 hay là L1 thì nhiều anh em cũng chưa biết, nhưng mà thực sự là không để đánh giá việc mà máy còn zin hay không zin qua cái L1 hay L2, L3 nhé. Mà cái này chỉ là cái chứng chỉ Google thôi. Nó khi mà có L1 thì nó sẽ cho xem phim với chất lượng nó tốt hơn thôi. Đấy, con cũng chả thấy cái gì. Adreno 610. Ok, đây này, RAM này này. Đây các bác nhìn này này, RAM nó chỉ có 4GB thôi. Bộ nhớ trong nó là bộ nhớ hệ thống, bộ nhớ trong đây này, 41,7GB, có nghĩa là 64GB. Đấy, pin con này là 4000, pin con này nhớ đây 4000 này, đây pin 4000. Rồi cái này thì cũng khá là nhiều thứ, CPU-Z xem nào. Con này nó hơi chậm các bạn, từ nãy em vừa em dùng em vuốt vuốt thì nó cũng hơi chậm. Con này 665 các bạn. Đây, không biết có được chính xác. Em đọc thông tin ở trên mạng thì nó là 662, nhưng mà như cái phần mềm CPU-Z đấy thì nó là 665. Đấy, ok, thực ra thì 665 hay 662 thì nó cũng xìm nhau thôi mà. Đó, giờ ok các bác, con này có liệu có test được cái mấy cái kia không nhỉ? Sao thăng 5, 4, 6, 3, 6, 8 thăng sao 735 à? Không biết gọi 735. Không phải, xem mã là bao nhiêu. Trên tay nhanh thôi nhé các bác nhé, nó cũng hơi lâu rồi đấy. Xem là cái mã nó bao nhiêu nào, quên lại không xem. Mã con này là 735 mà, 735 MM, có nghĩa con này không phải là, không phải là bản, nó không phải là bản Hàn, dẫn đến là em cứ từ nãy giờ cứ lấy cái mã Hàn là test. Thì đây chờ thì em lấy cái mã kia xem nào, đâu rồi, đây rồi, mã của máy T-Mobile xem nào, đây, thăng sao 462633 sao thăng 735 thăng. Đấy, ok, xem là cái driver test xem cái này có áp suất không nhé các bác. Tại vì đây, tại vì cái gì đây, barometer, tại vì con này nó có bút ý, em không biết là nó có còn chống nước không. Thì con này như đây này, em thấy là không có cái phần để mà test cái ấy,
cái áp suất ấy, thì có nghĩa con này sẽ không chống nước nhé. Cảm biến tiếp cận nằm ở đâu? Đây, đây bên này. Ok. Xem cái bên này nữa xem là nó như nào. Bên này chả có gì các bạn. Đấy, pin test này. Đấy, cái phần pin test pin này giờ họ cũng bỏ hết rồi các bạn. Này, bỏ hết rồi. Nên 11 bỏ rồi. Rồi, ok các bạn. Thì trên tay sơ bộ là cái con này á, nếu như bác nào mà em nghĩ là nếu bác nào mà mua về cho phụ huynh ấy thì cũng khá là ổn các bạn. Hơi 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 nặng tí thôi, cũng khá là nặng so với con V60 này, cũng không kém gì đâu. Em nghĩ là hai con này gần như tương đương nhau đấy, nặng khá là giống nhau. À, độ dày các thứ nó cũng độ to, con này còn to hơn các bạn. Con stylus này nó còn dài hơn này này. Dài hơn một chút này. Bề rộng thì như nhau nhưng mà dài hơn chút, độ dày như nhau. Đấy. Và độ nặng thì em thấy nó như nhau luôn. Được cái là con này nó mình nó to ấy, mình nó 6.8 inch. Dẫn đến là nếu mà bác nào mà mua cho phụ huynh ấy, thì rất là tiện, nó chữ nó to ấy. Các bạn có thể chỉnh cái phông chữ nó to lên và đặc biệt là hình nó có hai sim thì phải đấy. Ok các bác, thì mấy cái chức năng như kiểu là bút S Pen này nó sẽ làm được gì này, và liệu đây đây xem nào. À, giống giống hệt luôn đấy các bác ạ, giống hệt luôn, giống hệt luôn. Chưa được cài đặt được, phải có mạng mới cài được cái này các bạn. Giống hệt luôn luôn Samsung như các bác đây nhìn này. Hơi buồn cười, nó phải khác khác đấy chứ nhỉ. À, đấy, ra một cái bảng giống hệt Samsung luôn. Xem nó có cái gì để vẽ vời tí nào. Đây. À. Ê, rồi. Bắt buộc phải cài cái này các bạn. Thôi được rồi. Cái này sẽ phải 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 hẹn các bác ở cái clip sau nhé. Em sẽ test cái bút này xem nó thế nào, nó ngon như kiểu của Samsung hay không nhé. Bây giờ chỉ là cái trên tay nhanh thôi. Đấy, nói chung là nói thật với các bác nhé. Nếu như mà cái phần cầm ở dưới này này, phần cầm của dưới này của cái con Select 7 này này mà nó mỏng hơn tí nữa thì em thấy nó đẹp hơn con V60 luôn các bạn. Thật sự luôn, nó đẹp hơn. Đặc biệt là nó vẫn còn giữ lại cái nút vân tay vật lý này, em rất là thích luôn. Và đặc biệt là mặt sau thì đúng là không hiểu sao cái dòng flagship mà thiết kế lại còn thua cả cái con tầm trung như này, rất là buồn chèo gì. Rồi ok, em sẽ trải nghiệm con này một thời gian và sẽ đánh giá nó sau nhé. Ok, chào các bác.